Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama BitM và nó có tên là JC261DX nha các bạn. Cây JC261DX này nó có cái nòng là 34 ly nha, 34 ly các bạn, rất là khỏe ha, tầm làm vườn của mình rất là ngon. Đặc biệt là cái bê tông nó có khe chứa chất nhờn nha các bạn. Cái bê tông này nè, nó có hai cái rãnh để nó chứa, nó tích lũy chất nhờn vào đó. Khi mình, các bạn biết là khi mình chạy máy nhỏ đó, nó dư nhớt nó sẽ động vào ở trong cái khe đó ha. Khi mình tăng tốc là ở cái khe đó nó có sẵn chất nhờn nó tiết ra, thì cái bê tông mình nó lên xuống rất là trơn các bạn. Do đó là nó được cái lợi thế là nó độ bền nó nâng được lên cao ha. Và cái thứ hai là nó ít ăn xăng các bạn, do cái bê tông nó di chuyển ở trong cái nòng nó rất là trơn ha. Kế tiếp là nó mang một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, chụp giật trợ lực qua xem chát luôn ha, rất là đẹp. Kế tiếp nữa là nó cái nắp xăng này, nó nắp xăng kính nha, nó có lỗ thông hơi riêng đây các bạn, nè lỗ thông hơi riêng đây ha, đấy cái lỗ thông hơi riêng đó, cái lỗ thông hơi đó để cân bằng áp suất khí trời các bạn. Khi mà cái bình này nó thiếu hơi thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng là máy đang chạy là nó sực nó tắt đó, là nó thiếu hơi ở trong bình này ha. Các bạn mở cái nắp ra là nó lọt hơi vô là máy chạy bình thường nha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng nè ha, cộng với nhớt, tỷ lệ khoảng 50cc nhớt ha cho 1 lít xăng các bạn. Các bạn phải lựa nhớt tốt ha, xăng tốt. 50cc là tỷ lệ thấp nhất nha các bạn. Các bạn thấy ron đệm nó rất là ngon ha, nắp zin ha, nắp bằng chất phíp chứ không phải bằng nhựa các bạn, rất là chắc chắn luôn ha. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ nha các bạn, chạy chế hòa khí quanh rồ, chạy chế hòa khí quanh rồ của Nhật luôn ha. Made in Japan, đóng trong lốc ha. Ở bộ lọc gió nó rất là ngon các bạn, nó có lưới lọc ha, hai tầng lọc mà cái máy nó được thiết kế rất là đẹp các bạn, tròn chỉnh ha, rất là đẹp. Các bạn nhìn xem cái nòng nó là các bạn biết cái máy đẳng cấp rồi, mới cáo luôn. Tem bình xăng nữa nè ha, có chân dựng nữa nè ha. Cái máy này nói chung nó thiết kế máy này không chê vào đâu được hết á các bạn. Nó vừa đẹp vừa bền, vừa đủ thứ cái ưu điểm của nó hết. Đây Maruyama ha, tum rời ha các bạn, tum rời rất là đẹp ha. Ở đây nó được thiết kế cái tay cầm gọn ha, tay ga bóp ha, tay ga bóp, tay cầm gọn, tay ga bóp này, tay ga bóp kép các bạn, gấp bóp đôi đó. Này cần này là chạy nó theo mức ghim nha, còn cần này thì nó hết ga nha. Ở đây là nút chốt ha, các bạn nhận nha, các bạn có thể chốt hai cái càng này cho dính lại để mình điều khiển cái này để cho nó theo cái mức mà cố định nha các bạn. Này là ga cố định, khi mình đã chốt cái này rồi mình chỉnh cái này là gọi là ga cố định, còn mình không có chốt cái này mình bóp thì nó là tay ga bóp ha. Cái tay ga này thì nó được thiết kế quá độc đáo luôn các bạn, xài rất là sướng luôn, rất là nhiều chức năng luôn ha. Chốt cái này là xài cái càng này là xài càng cố định ha, ga cố định. Rồi nếu mình không chốt thì mình bóp đây, bóp đây theo nhỏ mức ghim ha, còn bóp đây lúc nào mà các bạn siết cái càng đỏ này là nó cũng hết ga hết các bạn ha. Và ở đây nó có tích hợp luôn cái công tắc ở đây này, nút cho cái này mà ghim ha, cái tay ghim nè, ghim ở đâu là nó ra nó nhỏ nó lớn tùy ý ghim ha. Ghim thì chỗ này thì nó nhỏ hơn ha, ghim đây thì nó nhỏ nè, ghim này thì nó rất là lớn ha. Đây công tắc đây ha, tay cầm đây, tay cầm gọn các bạn, cần láp đây. Cái việc tay cầm gọn mình đã thuyết trình với các bạn nhiều lần ha, nó được, nó rất là thích hợp vô cái các vườn cây ăn trái chật hẹp của mình ha, không bị dướng díu và cái thao tác của nó cực kỳ là đã luôn. Mình đưa lên chặt nha, tàu chuối rất đã ha, mé nhánh cây rồi rất là ngon.
rất là thuận lợi, và mình lia mé mương thì hết ý rồi. Cái mé mương của mình lia là nó sắc lẻm, rất là dễ làm luôn. Do đó là cái máy tay cầm gọn nó rất là cơ động các bạn. Cơ động hơn cái tay ghi đông ha. Cái tay ghi đông là mình đi đường trường thôi. Còn cái tay cầm gọn này nó đúng là làm vườn đó. Làm vườn mà vườn nào phát triển tốt, cây rậm rạp là cái tay cầm gọn là một lựa chọn tối ưu luôn các bạn. Cùi nữa nè, cùi cũng Maruyama nè, có lỗ chốt đây ha, có chống dính cỏ thích cháy luôn các bạn, dưới này có chống mài mòn nguyên khối luôn, rất là đỉnh ha, cái cùi rất là sướng luôn. Đây, các bạn quan sát xem màu rất là đẹp nha, rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Dịch chơi, chơi là nổ rồi các bạn, rất là nhạy nổ luôn, chụp dịch trợ lực ha. Thôi nè, thôi thực 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 ấy ấy thực thực ha, nổ nha các bạn, cắt nha các bạn, nổ nha, cắt nha, em bé giật cũng nổ các bạn, trợ lực giật gan dây là nổ rồi. Gạt dây cho nó có trợ lực cho nó rất là dễ khởi động luôn các bạn. Rồi để mình nổ lớn cho các bạn xem nha, để mình bật camera cho nó đúng góc độ mình mới thấy toàn cảnh nó nha, cũng không thấy hết các bạn đấy. Ra nè, ở càng nhỏ này là hết ra, ở đây là theo quân kim nha. À, mình vô cái càng nhỏ nó sẽ lớn hơn nè các bạn xem. Cái máy nó chạy em rụi rượu luôn ha, ấp thỉnh luôn các bạn xem. Rất là đã luôn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama JC261DX đến đây là tạm dừng nhé các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.